Ngày 27 tháng 7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thọ Sơn tổ chức đoàn đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Lâm Thanh Hồng, thị trấn Ốc Eo và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Muôn, xã Vọng Thi, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Bảo, xã Vĩnh Phú. Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các gia đình, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các anh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.